quên, 6 rồi. 4, 7, 6. Mỗi lần chắc đóng phim Ấn Độ được. Mọi người đang tục ra đây đang đợi. Mấy giờ rồi? 12 giờ 10. Hèn chi cái bụng kêu đôi sắc đuối. Bé này đói chưa? Đói, em mới đi ăn gì chị? Quên, nặng trong miệng mà hỏi. Đi ăn về là có sức chịu đau được. Trời, không ngờ mặt bà nhỏ này bốn quay thế này. Thành ra là 40 phút rồi, cái lề bé này 40 phút luôn. Bốn, bốn năm một ra. Tại vì mấy cái nghỉ nữa kìa. Nãy giờ 45 phút chờ nữa, nằm chờ nữa tầm 15 phút nữa. Chờ bé này bé nó 15 phút nữa.
Tất nhiên. Ảo loài. Đây đến mỏi chưa? Đói bụng à? Đói này không mà tê chứ. Bữa nay nó vẻ hơi tục yếu xuống đúng không? Ừ. Quay thì quay nhiều không quay, mà không quay nhiều không quay. Lâu rồi đâu quay nhiều đâu có lấy. Dạ. Vậy... Lại đứng khép chừng mỏi này. Đứng banh đi. Banh đi. Trời, dưới này cái thế đứng được đúng không? Đó, mát, mãi giờ là mát. Mãi giờ là mát. Dư sức qua cầu. Lấy gần rung tay rồi. Trộm đi đó.
Bé này rất chơi nhưng cũng hơi đau rồi đó. Bạn em thấy nào hơn? Đấy này, đang xong rồi. Rồi, cái này nữa là xong.